Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Em xin phép chia sẻ gửi đến quý cô chú, anh chị và các bạn xem tham khảo cặp niền Dulux 9000 C35 ạ. Cặp niền Dulux này có giá ship về là 14 triệu ạ. Niền Shimano sử dụng 11 clip. Niền sử dụng lớp không ruột ạ. Niền carbon em thấy còn rất tốt ạ. Dulux C35. Lớp còn đẹp, còn tốt ạ. Mayer Dulux ạ. Niền sử dụng lớp Continental. Có một đốm chày rất là nhỏ ạ, ngay chỗ này. Lớp của Đức sản xuất ạ. Lớp còn tốt lắm ạ. Niền trước còn rất đẹp ạ. Còn niền sau, để em quay cho quý cô chú em ạ. Niền em thấy chớn, trơn tru lắm ạ. Không có bị chao đảo, đùm, không có bị gơ ạ. Dạ, nếu như quý cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu, xin liên hệ em qua Zalo. Video đến đây, em xin phép tạm dừng video lại rồi. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.